Xin chào tất cả mọi người nhá. Lại xuống dưới nhà, hiện tại là hôm nay là buổi chiều, đang đứng trước cổng chợ xe máy Chùa Hà. Hiện tại mình đang đứng ở số nhà 62 phố Chùa Hà, đây là cổng chợ xe máy nhá mọi người nhá. Đó, đây là cổng chợ xe máy đối diện với lại số 562 phố Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội. Vừa về một chiếc Way. Em quay cho chị xem Way đời 2018 nhá mọi người nhá. Quay cho chị xin một vòng, vừa mua xong. Way 2018 vành đúc. Đấy. Con này cũng phải chạy tầm vạn rồi, vạn hơn vạn rồi. Đấy, đời 2018 em quay chị một vòng. Máy chất nhá mọi người nhá. Ra máy ra côn là ok này. Hộp xích ok này. Vừa mua xong, con này em quay chị vòng vành đúc nha anh em nhé. Đấy, biển 20F152435. Đây, quay cho chị. Con này là anh em nó mua rồi nhưng mà nó không thích vành đúc. Mua cho con gái đi nhưng không thích vành đúc là đổi lại vành nan, bây giờ lại có vành đúc lại bán. Đấy, anh em quay cho chị xin một vòng đi. Ok nha anh em mua cho vợ không thích máy chất, máy nguyên nha anh em nhé. Đời 2018 lại này giờ ít lắm. Hiện tại là Way đang cháy hàng anh em ạ, Way đang cháy hàng. Vừa xong mua 13 triệu rồi. Đấy, vừa mua 13 triệu rồi, máy nguyên nha anh em nhá. Cam kết máy nguyên. Màu trắng đời 2018, biển 20. Xe cũng chất, vành đúc nha anh em, nào dân chơi xíu. Vừa mua 13 triệu rồi, cộng 1,8 triệu anh em nhá. Cộng 1,8 triệu, 14,8 triệu. Anh em nào muốn chốt xe này inbox trực tiếp nhá. Cháy hàng, đang xe Way đang cháy hàng anh em ạ. Way đang cháy đấy, không còn hàng đâu. Mua đang tìm mua sắp chết không được. Đấy, em tiếp tục quay chị con click này, con click hôm qua mua của anh Vũ Kiều. Đấy, máy chất lắm con click này máy cực chất luôn. Đấy, hôm qua anh kia cũng có like video like trực tiếp chiếc xe này rồi đây này. Bị một chút cái này anh em nhá. Xước xác không đáng kể, cái này về bắn sơn này xíu là ok. Đấy. Quay chị vòng tem dây rồi anh em nhá. Click tem dây đấy 2010, biển 90H96326. Con này cũng mới về ngày hôm qua, mua của anh Khiêu là 7.700.000. Mua là 7.700.000 rồi anh em nhá, cộng 2 triệu nha anh em nhá. Biển 90 nhưng mà con này xe đẹp lắm. Con này xe máy chất kỳ luôn. Máy chất. Mua 77 cộng 2 triệu nha anh em nhá. Con này mà muốn về làm đẹp tí, cộng thêm mấy trăm nữa là về hàn mõm dè này, về bắn cái thứ, nhưng máy con cả máy cam kết máy yêu cực kỳ luôn. Máy con này quá yêu luôn. Đồ là ok. Đấy, không anh 10 nhá, tem dây nhá, không bán cho thợ, bán cho dân. Bán cho anh em dân kiếm cái bác nhạc sĩ Vũ Lân này lấy làm gì? Cộng ấy thôi, cộng cho anh em thợ mua thôi. À quên, cộng cho anh em dân mua thôi, thổi thợ thôi, thà cho em. Đây một chiếc em cho chị nhờ xíu. Một chiếc NVX. Đâu khách đâu? Cứ cộng như thế là anh cộng khách cho em. Nhạc sĩ phải cộng nhiều nhưng mà không lỡ nghe đấy rồi và vẫn phải cộng như thế. Đây là cộng anh em dân nhá. Thợ vẫn luồng được bình thường. Ok, NVX. NVX anh em ơi, đây em quay dị vòng 2021 nhá. 155 2021. Đấy. 155 2021, đời 2021. Biển số 29P191341. Em quay chị xin một vòng này. Quay một vòng này, con này không lỗi. Con này 2021 nha mọi người nhá. Một vòng cho chị xem nào. Rồi, xe đẹp lắm anh em ạ. Xe là bao nhiêu cây? 6.200 cây anh em ơi. 6.200 cây 155 nha anh em nhá. 2021 này. Ra những dòng xe này nó không có gì phải lân này. ABS nhá, bản ABS 155 ABS. Đấy, quay lại chị xin vòng không xước sát. Chạy hơn 6.000 cây sao bảo sao nó mới. Đây, quay cho chị này. Hơn 6.000 cây ABS nhá, 155 nhá. Đấy, hiện tại giờ đang là 5:08. Đấy, quay cho chị này. Đấy, quay một vòng thôi. Đấy, rất đẹp, rất mới nhá. Vừa về. Đấy, cốc thụt dầu. Con này vừa mua là 45 triệu rồi anh em ơi. Vừa mua 45 rồi. Cộng 3. 48 triệu nha anh em nhá. Đấy, anh em nào chốt xe này đi múc trực tiếp nhá, biển 29P Cầu Giấy. Mà hả? Ai? Mua 455 hả? Ok, xin lỗi anh em, mua 455 rồi. Mua 455 rồi cộng 3 nhá anh em nhá. 155 anh em ơi, 155. Đấy.
Anh em nào đang muốn chốt xe NVX này inbox trực tiếp bên mình. Một tiếp theo một chiếc X-Size 150. Một chiếc X-Size 150. Quay chị xin một vòng. Nhạc sĩ Đỗ Lân này, nhạc sĩ Đỗ Lân đang trách Dung. Đang trách Dung, trách gì em? Thôi nhanh lên em vào video, đang video. Quay cho chị một vòng X-Size 150 đi em ơi. Quay chị một vòng. X-Size 150 GP nhá. 150 GP quay chị một vòng. Sản xuất năm 2018. Nhờ tí đã xong là quay. Úi dồi ôi. Chị đổ 2018 150 nha anh em nhá. Em quay chị một vòng xe đi. Máy 3V biển 18B206046. Máy chất lắm anh em ạ. Con này mua xem nào. Mua bao nhiêu? Mua cũng hợp lý thôi, mua 21.400.000. Mua 21.400.000. Dọn dẹp gì chưa nhở? Chưa đúng không? Hợp ơi, trên này chưa dọn dẹp gì đúng không? Ok, cộng 2 triệu nha anh em nhá. Mua 21.400.000 rồi cộng 2 triệu chưa dọn. Anh em nào mà cộng rồi, dọn rồi thì lại lên giá tiền cao hơn một xíu. Quay chỉ một vòng đi. 2018 anh em ơi, X-Size 2018. Con này máy cực chất. Không phải là chất mà là cực chất luôn. Anh em nghe tiếng này. Nghe tiếng máy chất. Đấy, anh em thấy nghe về không? Đây nha, 2018 nhá, vừa về. Cái xe vừa về cửa hàng thì Dung sẽ làm video trực tiếp cho anh em luôn. Cái hàng xuống còn bình thường hơi lười. 23.400.000 chiếc xe này nhá anh em nhá, mua 21.4 rồi, cộng 2 triệu. Đấy, anh em nào muốn dọn gì thêm, thực ra xe này bảo dọn gì thêm chả có dọn gì dọn thêm cả. Cái này chỉ rửa giấy và đánh xi thôi. Đấy, anh em cộng 2 triệu. Đấy, anh em nào muốn mua xe này inbox trực tiếp bên mình nhá. Ok. Đây những cái dòng Future này. Future 1, Future Neo mấy những cái dòng là bên mình quay bên mình cũng có rất nhiều nha anh em nhá. Anh em nào đang muốn sở hữu những chiếc xe đẹp, inbox trực tiếp cho bên xe máy Hoàng Kiên. Thường thường là về rất nhiều các cái dòng xe và Hoàng Kiên thì luôn luôn muốn mua tất cả những cái dòng xe đẹp. Anh chị em bạn bè nào đang có những chiếc xe đẹp, inbox trực tiếp cho xe máy Hoàng Kiên nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.